Giả vờ hỏi đường để đánh lạc hướng những người xung quanh, ba thanh niên trộm thành công chiếc xe máy rồi nhanh chóng tẩu thoát. Địa điểm vụ trộm được cho là xảy ra tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Trong video, ba thanh niên đi trên hai xe máy. Một tên tiếp cận những người dân đứng gần với chiếc xe để giả vờ hỏi đường nhằm đánh lạc hướng. Một kẻ đứng ngoài canh chừng, trong khi tên còn lại vào bẻ khóa trộm xe. Sau khi thực hiện thành công, bọn chúng nhanh chóng dồ ga tẩu thoát trước khi bị phát hiện.